anh nổi tiếng về những chiếc nhẫn to và nặng nhất Việt Nam. Và anh có khoảng chục chiếc. Em Nam phải đeo vào ngón tay thử lên nhìn, nhìn nó mới thấy khủng hoảng như thế nào. Ai làm lại tôi? Ai làm lại tôi? Anh nói kêu đây cũng là một trong năm trường quân sự. Thời điểm đấy 10-15 nghìn. Anh hình dung là 250-400 triệu chiếc nhẫn. Thì trong khi những chiếc nhẫn này thời điểm đấy có khoảng trên dưới 100 triệu. Có một số anh em sẽ là chơi theo thú sưu tầm, ví dụ như năm sinh. Ví dụ đây chiếc của anh là 1975. Năm sinh của anh. Hoặc ví dụ đá hợp hay không. Riêng về đá với cả các loại trên đây thì cũng chắc hết hơn 100 của anh. Trời, nãy giờ mình chưa được khui cái hộp này luôn á. Ví dụ như là một chiếc nhẫn này, đập vỡ viên đá đi, đập được viên đá hoặc là lấy được viên đá này ra, hoặc giữ viên đá hoặc không giữ viên đá, thì nhìn cái vành đai này sẽ biết. Nhìn 100% không ai biết được đó. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nếu mà trong cái giới chơi nhẫn này thì anh nổi tiếng về những chiếc nhẫn to và nặng nhất Việt Nam. Và anh có khoảng chục chiếc. Đó là trường như vừa rồi anh nói với em á, VMI, Virginia Military Institute. Về những con nặng nhất. To, nặng nhất. Em Nam phải đeo vào ngón tay thử lên nhìn, nhìn nó mới thấy khủng hoảng như thế nào. Này ai làm lại tôi? Này ai làm lại tôi? Anh nói kêu đây cũng là một trong năm trường quân sự. Và làm ra nhẫn đẹp. Em dở ra những cái họa tiết, ví dụ những cái họa tiết xung quanh. Đó. Ví dụ như vừa rồi anh nói trường này năm 2015 này. Đấy, còn cái mặt bên này là năm thành lập trường. Đấy, những chiếc khai kia em mở ra nó cũng có. Này là gì đó, tốt nghiệp năm 2013 nè. Lập trường năm 39 nè. Đó. Chiếc này chứ 1839. 1839 trường của nó lâu năm đó em. Thì 1839 nó như gần 200 năm cái trường này. Đúng rồi. Quá dữ. Có những trường nó rất là lâu đời. Và cái dòng nhẫn này thì thực sự thì có anh thích anh chơi. Tại sau khi Navan và Westcon nó đẩy lên quá cao thì nó đẩy lên ví dụ như thời điểm đấy 10-15 nghìn. Em hình dung là 250-400 triệu chiếc nhẫn. Thì trong khi những chiếc nhẫn này thời điểm đấy có khoảng trên dưới 100 triệu. Những chiếc trên dưới 100 triệu. Giá coi như là giá thị trường mà khoảng, người sưu tầm á. Đấy, sưu tầm đấy, khoảng 100 triệu. Cho nên anh chơi những chiếc. Và anh có khoảng chục chiếc giống vậy. Khoảng chục chiếc. Quá đẹp. Mà những cái chi tiết này sao làm sắc nét quá ta. Đấy. Tại sao người ta vẫn thích chơi nhẫn Mỹ lâu nay là nó làm về những cái họa tiết. Nếu mà không mình vẫn phải lấy cái kính lúp. Hoặc chụp phóng to, zoom. Em mới đọc được những cái chữ nhỏ. Đây nè các bạn, ngay cái hốc chỗ này nè, cũng rất là nhiều chi tiết ở trong này nè. Em vào Facebook của anh có cái album nhẫn Mỹ. Thì em phóng ra có một số cái nhẫn anh ở đây, anh có chụp hình. Phóng ra. Thế để em mở ra đây. Thì có thể đây mới thấy. Qua cái kính zoom này chúng ta sẽ thấy rõ thấy chi tiết hơn nè. Đấy, đấy, nếu mà em zoom lên được. Rồi. Thấy từng cái chữ luôn anh em ha. Nhưng mà bên ngoài nó nhỏ xíu rồi nha anh em, chứ không phải là nó bự như trên hình vậy đâu. Rất là nhỏ luôn á. Chiếc đó là chiếc năm bao nhiêu? Chiếc này là 2018, còn năm thành lập là 1864. Không, đọc năm thôi. 2017. 2018 anh. Có cái kiếm này. Lưỡi kiếm rất là dài, nói qua tới đây là ồ, hai kiếm đâu. Sắc nét ghê chưa?
Con đó 2013 hay 18? Con này 13. 18 anh. Con này 18. Ở dưới này nó còn một cái số nó 1839 nữa nè. 1839 là cái năm ấy của nó đó. Trên này 1864 nè, dưới này 1839 nè. Không, con này 2008. À 2008 à. À 2008 nhìn góc em tưởng 2018. 2008. Anh em nhớ anh đâu có chiếc nào 2008 đâu. Đây có thể em ống ra nhìn một phần chi tiết từ những số nhỏ nhé, ví dụ năm vào trường, năm ra trường, có ngày tháng, thấy không? Có những năm chữ nhỏ, cái này nó vẫn chưa rõ lắm. Về những cái người cầm gươm cầm kiếm nhỏ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta chơi sưu tầm á, nghiên cứu càng sâu, chúng ta thấy trên những cái chi tiết chỗ này nó có ý nghĩa. Đều có ý nghĩa. Có, số 11 này nè. Là cái gì đó nè, tại đây một cái hoạt cảnh giống như là đúng công rồi, nhân nó đều có, không phải công nhân, đó nó cầm cờ, chiến sĩ cầm cờ, pháo với các thứ đây nè, cầm kiếm nè. Cầm kiếm, rồi có pháo, súng pháo gì đó. Đó. Nó đều có tháng năm gì nè, mây rồi gì số. Đó, tức là năm vào và năm ra. Ví dụ vậy. Đều có ý nghĩa hết. Đây em cầm thử một chiếc này có chụp rõ nè, chiếc này là chiếc 88. Chiếc 88 này có phóng và zoom rõ hơn. Để cho em nhìn. Từng em nhìn đây nó nhập lại, em quay cái đó lên. Nhưng mà nó thành rất nhiều cái dạng như cái giáo á. Em thấy không? Rất là nhỏ, người li ti đây, gươm kiếm bánh xe. Số 5. 88 thì năm 84 là năm vào trường. Thấy không? Đầu đại bàng. Số xiếc có đó. Đây em quay mặt qua kia, li ti nhỏ hết, đều có giá trị và đều những cái rất là nhỏ luôn. Đây anh em nhìn, đây là hình chiếc nhẫn ha, anh em có thể coi hình những cái họa tiết trên này nè, và chim nha nè, 15 tháng 5 này rất năm ra trường nè. 88 thì nó vào năm 84 cũng vậy. Thế anh dở trên cái album này ra, ví dụ dở trên chiếc album này ra thì em sẽ chỉ một vài chiếc nào mà em cảm giác là nó là đẹp thì lại lấy ra để làm cái ví dụ để anh em nhìn hình dung rõ nét hơn những chiếc đấy, có những con mèo này nhìn ác. Ủa. Ác chưa, quá đẹp luôn, làm con mèo có mắt này. Mắt có hồn luôn. Đó. Mắt nó đừng có đến cái chồng, có chồng chồng bên trong. Đây ví dụ như nó là con mèo đây. Giờ em phải soi đến này, em quay em không thấy hết được, em nhìn thấy không rõ trong đó. Con mắt đến cái chồng có em chồng. Nhìn cái này em khó mà thấy rõ được đó, mắt thường nhìn đây là không đó. Thấy được mắt mèo đâu nha các bạn, nhưng mà nó là có luôn đó, đó. Thấy cũng thấy họa tiết của bên này. Đó là cái này là con mèo. Anh sẽ đưa một số cái hình mà nó sắc nét. Em nhìn con chó nó có nét thần như thế mà. Quá đẹp luôn. Công nhận rất là khéo luôn, không biết tại sao có thể khéo vậy luôn á. Rất hồn luôn nhé. Em nhìn con mắt rất có hồn luôn, nó nằm đâu rồi anh tự nó. Đó. Nhiều quá nhiều khi để tìm. Cái này là toàn là giống như anh sưu tầm thôi chứ đâu có nào mà giống như anh đặt hàng đâu hả, anh custom không, đâu hả? Không, đây con chó đây. Nhìn nào. Từ 1958 em giờ đít lên đúng đít của nó là đít trống là trước. Con chó nó rất là có hồn luôn ha. Con mắt nó nhìn nào. Đó là cái nét đẹp của nhẫn Mỹ mà mình yêu. Nó này chắc của một bạn nào ta bắt đầu bằng chữ P ha. À, nhìn bên này trong nét này kìa. Đấy, nhìn bên ngoài em nhìn không thể thấy hết được đúng không, chụp rơm không hiểu tại sao có thể làm chi tiết vậy đâu.
Mấy hình này là anh sưu tầm trên mạng hay là anh tự chụp? À đâu, tự chụp. Mấy đứa em anh nó chụp với anh đưa chúng nó chuyên chụp, nó chụp với anh cũng chả có máy mà chụp. Nó phải chụp nó ấy lên. Quê rồi anh em đang coi livestream có ai chơi nhẫn Mỹ không? Có thắc mắc gì có anh Tướng Anh này giải thích luôn. Cho Nam xem. Thấy đến cái cánh cửa sổ trong tòa nhà. Chúng ta thấy nó khối đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là nó 3D đàng hoàng á. Cánh cửa trong tòa nhà nhé, cánh cửa sổ trong tòa nhà nếu bỏ này em cũng không thể nhìn đấy, đấy, phóng ra. Em thấy cái ô cửa sổ có khi lại thấy cô bé nào đứng lấp ló trong đấy nó không được điểm. Thấy không? Em thấy có những cái ô cửa sổ mà những nhẫn này rất là lâu rồi. Đến những hàng chữ bé tí nó đẩy lên đầy đủ. Các bạn ơi, có thể nhìn cái máy vòm tròn của nhà này nhìn vô là chúng ta thấy nó em còn nhìn thấy nó có gạch của cái máy ngói tòa nhà hoặc là cái bên trên nó là cái chữ thập thanh giả đó. Quá sức chi tiết rồi. Chim đại bàng biểu tượng của Mỹ. Cái này không phải đại bàng, nó là như một con gì mà đầu thì đầu chim. Đầu chim. Chân thì với cả như mình chim gì á. Mình chân như thế này. Chim làm gì mà lại có đằng trước thì như ấy, đằng sau đấy kiểu khác. Móng vuốt của Âu nè, móng vuốt của đại bàng Mỹ nè. Có những chữ bé li ti nó đều thể hiện đó là những cái giá trị của những nhẫn xưa và những cái nét đẹp nè. Anh em có thể coi cái từng cái sợi dây xích dưới này luôn. Những sợi xích nhỏ. Nội là vẽ thôi, cái những cái chi tiết này nó đã khó rồi chứ đừng nói làm lên trên vàng. Vàng vẽ thôi đã khó rồi. Đẹp. Thực sự thì ở đây có hơn 100 chiếc nhẫn vàng, nhẫn Mỹ. Thì mỗi cái đều có một sự khác biệt. Thời gian thì mình không thể nói cho anh em coi hết được. Mình chỉ cho xem vài chiếc để gọi, tức là để những ai chưa biết nhiều về nhẫn Mỹ, chưa như biết được cái nét đẹp hết của nhẫn Mỹ thì nhìn và để có sự nhận biết đó là những chiếc nhẫn đẹp là như thế nào. Mình chơi những chiếc mà nó nét hai bên, nét hai bên đẹp và của những cái trường nổi tiếng. Thôi thì xong cái khâu nhẫn này nhỉ. Em còn hỏi gì về nhẫn không? Anh em có đặt câu hỏi gì về nhẫn không kìa, cho mình hỏi thêm để em coi hỏi gì ta. Nếu không thì anh sẽ nói qua đến vấn đề thứ hai là vấn đề hột. Hỏi cũng nhiều lắm mà, để cho mấy bạn khán giả hỏi. Mình đi chia sẻ đam mê rồi mà. Rồi mà cái việc mà sưu tập của anh nó sẽ vẫn tiếp tục luôn. Nếu mà còn duyên thì anh vẫn tiếp tục. Cho đến bây giờ vợ không cho nữa thì thôi. Và anh không đủ tài chính để mà chơi tiếp. Mấy anh mà chơi giữ được cái nghe lời vợ lắm. Vợ cho chơi tiếp. Thì tôi chơi lành mạnh thì vợ cũng sẽ ủng hộ thôi. Chứ còn hơn là mình đi chơi cái gì mà bay đất hết, không còn cái gì cả. Đấy, chưa kể anh nói thì có một số anh em sẽ là chơi theo thú sưu tầm, ví dụ như năm sinh. Ví dụ đây, chiếc của anh là 1975. Năm sinh của anh. Hoặc ví dụ đá hợp hay không. Đó thì là có một số người lại theo cái sở thích chơi năm sinh, nhưng mà cũng phải là hên xui nó tìm được hay không, bao nhiêu cái vừa tìm được nhẫn đẹp lại vừa đúng năm sinh. Anh ở đây chỉ có một hai cái đúng năm sinh của anh thôi chứ cũng không có nhiều hết, và cũng không phải ai cũng vừa sai vừa ni tay ai cả. Việt Nam mình trước ngày xưa rất là sợ mà không vừa thì phải làm sao cho vừa, cắt hoặc nong cái đấy. Nhưng bây giờ nó có cách khác, cũng là cắt nhưng mà dùng vàng bắn laser lại. Tuy là nó không được ấy nhưng mà nhìn sẽ không có, gần như là sẽ không biết. Có anh em hỏi cái nào mà sâu sắc nhất cần gì mình anh trả lời không, còn nếu không anh bước qua cái thứ hai là về hột của nhẫn. Cái gì giá? Giá không ạ? Giá không ạ? Giá thì hiện tại cái hộp nhẫn của mình, những chiếc thấp nhất trung bình từ 10 đến 20 triệu, những chiếc đắt thì 100 đến hơn 100.
có những chiếc gần 200 là những chiếc là trường xưa và nhẫn độc, giống như cái chiếc vừa rồi anh nói. Yeah. Nói chung là tổng cái bộ em tiết lộ được không ta? Thì em tùy em cứ nói khoảng tổng cái bộ sưu tập của anh Tấn Anh đây là khoảng 4 tỏi nha anh em, 4 tỏi khoảng thôi, khoảng thôi. Đó. Thì nó rất là nhiều cái hay á, và khi chúng ta chơi sưu tầm là chúng ta cái sướng ở đây á là chúng ta sưu tầm và chúng ta nắm được cái thông tin về cái vật phẩm đó ha. Đó, chứ còn mua xong rồi để đó không thì cũng chán. Nhưng mà cái công tác bảo quản đó, thực sự với các bạn á là cái môn này cũng là một môn chơi công phu mà đòi hỏi có điều kiện, chứ không phải bỏ ra, không phải ai có điều kiện đủ đam mê mà bỏ ra vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu một chiếc nhẫn đâu. Đó, mà cũng là một cái tâm huyết và cái đam mê thì mình mới theo được. Cũng không phải một lúc mà mình có thể mình kinh tế mình bỏ ra mình mua hết, mình cũng sẽ không mua, mà mình cả một quá trình tích lũy và sưu tầm có những rất là đẹp và chỉ có duyên chứ chưa chắc đã phải có tiền mà em mua được. Nếu không mua rất là đắt, anh cũng sẽ không mua. Đó, anh chủ trương của anh là như vậy, đắt mắc quá anh cũng không mua. Thế thôi, thứ hai, bây giờ mình bước qua cái thứ hai để mà cho anh em hiểu. Tức là chiếc nhẫn Mỹ đẹp là có hai cái đẹp, là hai cái mặt lòng trong là khắc tên, khắc dấu, khắc cái công ty làm chiếc nhẫn. Rồi khắc cái lượng vàng, vàng 10K, vàng 14K hoặc vàng 18K. Thì ngoài ra thì nó là thể hiện trên những chiếc nhẫn, đặc thủ trên chiếc nhẫn là đá ốp bên trên những chiếc nhẫn. Thì sau rồi về Việt Nam cứ thay ba cái đá linh tinh, nhưng mà mình khái quát và mình nói cho anh em nghe về những cái đá zin mình sưu tầm. Riêng về đá với cả các loại trên đây thì cũng chắc hết hơn trăm của anh. Trời, nãy giờ mình chưa được khui cái hộp này luôn á. Đây, thì trên mặt của những chiếc nhẫn này thì nó có những viên đá bình thường, ví dụ như là đây, những viên đá có thể thay, nó đúng kích cỡ. Nhẫn thì nó có cái mặt nhỏ nhất của nhẫn trung bình của nhẫn nam á, thì thường 9-11, phổ biến nhất là 10-12. Và đặc biệt cái dòng Vigina này của anh, VMI này của anh là nó là 11-13. Thì nó tùy từng cái kích cỡ nào mình mới thay, nếu mà mình muốn thay thôi, chứ còn nếu không thì đây là cái sưu tầm đá của anh mà có những viên đá hiếm mà màu đẹp là từ 3-5 triệu một viên. Ví dụ là đây, đó là những cái để mà mình lấy ra mình thay lên trên. Thợ Việt Nam mình có thể thay đến thời điểm này là thay gần như là những ai không biết, ai không rành lắm là không biết là đã từng thay, và có những cái thay hoàn toàn không biết luôn. Thay hoàn toàn không biết luôn. Ví dụ như anh nói với em thế này, ví dụ như là một chiếc nhẫn này đập vỡ viên đá đi. Cái vòng đai này ngày xưa phát anh, cái kinh nghiệm của anh nói này thì rất nhiều người cũng sẽ phải, tức là khi soi lên kính nấp là đập được viên đá hoặc là lấy được viên đá này ra, hoặc giữ viên đá hoặc không giữ viên đá, thì nhìn cái vành đai này sẽ biết. Hoặc sau này sẽ là bắn laser lại thì sẽ không biết. Nhưng mà có cách là không thể nào biết nữa là đập viên đá này ra và người ta đưa nhẹ nhẹ, dùng cái đồ của tiệm vàng á, người ta gõ nhẹ 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 ra, đưa nhẹ viên đá vào cùng với keo, xong gõ rất là nhẹ, nhìn 100% không ai biết được đó. Còn đây là tất cả là đá zin. Đá thì mình nói nó có rất nhiều loại đá. Bây giờ về qua cái mặt chủ đề về đá, đá thì có cái loại nhẫn như vừa rồi, những nhẫn ngày xưa thì là không có giác thủy, không có chán thủy đằng sau, là nhẫn xưa đó. Và nó màu cũng sẽ không đẹp. Và đến sau này thì có một số cái là chán thủy lên, như này là chán thủy, như những cái này lên là chán thủy lên. Chán thủy nó chiếu hơn, lung linh hơn. Đó, chán thủy lên. Và trong cái chán thủy thì hiện tại bây giờ là nó có hai loại. Một loại là giác đáy. Giác đáy là như anh vừa rồi, giác đáy là chán thủy. Và cái loại thứ hai là nó giác nhuyễn hơn, để nó ra những viên tia như này. Đó là những cái viên hiện tại giờ rất là đắt. Viên tia nhuyễn này hiếm, đắt hơn những cái viên
những cái viên chỉ giác như thường này. Đây anh em có thể nhìn ha, cái viên này là nó gọi là nó giống như ngàn tia, rất nhiều tia, và cái giác và không tia. Ví dụ em chỉ đó. Còn cái này là không, cái này tia ít nè, tia những cái này là không tia đây. Em chỉ qua này đấy. Chỉ giác. Này giác thôi. Tia bự. À cái việc mà nó tạo cái hiệu ứng tia nhỏ tia lớn này là do cái do mài đấy. Do mày đấy. Các bạn có biết là hôm nay cũng hữu duyên. Anh Tuấn Anh thì ảnh lúc này ảnh công chuyện ngoài Bắc, ảnh mới về trong Nam, về Sài Gòn khoảng ngày hôm qua thôi. Đây, em nhìn ở dưới đáy của cái tia và cái đáy giác nó khác nhau. Do cái độ mài. Hiện tại giờ Việt Nam mình có một số anh em là đã làm được ra có một số màu đá gần giống như đá zin của Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề tráng thủy vẫn chưa chiếu được bằng. Và một số đá không đủ được đá màu đẹp được bằng như đúng đá zin của Mỹ. Hiện tại Việt Nam mình có một số đấy nha, ít, rất là ít. Chỉ thời gian gần đây là cái cậu em quen anh là cậu đã làm ra, thuê thợ và một cả một quá trình cậu đã làm ra. Nhưng mà không giống, cậu chỉ có 2-3 màu giống đúng đá của màu Nhẫn Mỹ. Cái đá này anh giới thiệu, nó là có, về cơ bản là nó có 12 màu cơ bản. Nó đều có tên tiếng Anh, anh quên bố hết tên tiếng Anh, nó đặt Juni thì tức là theo 12 tháng. Ừ, 12 tháng cộng với cái màu. Ví dụ như đấy, 12 tháng cộng với tên màu. Như cái đồng hồ luôn. Chúng ta coi đơn giản vậy thôi, chứ đây là cả quá trình sưu tập trong vòng khoảng 30 năm của ảnh á, gom gọn trong cái bàn này nè. Chứ không phải là đơn giản đó nha anh em. Đấy, đá mài giác ở dưới thì bên trên mặt nó lại có hai loại nữa, là cúc mài giác ở trên hoặc là mài mo ở trên, mo tròn ở trên. Mo tròn ở trên thì ví dụ như thế này là mo tròn ở trên này. Mo tròn trên này. Đây mo tròn trên. Và thêm một loại nữa cũng là mo tròn ở trên nhưng mà khảm chữ vàng ở bên trên. Chữ vàng và chữ bạc khi lên nhẫn này, em quay qua đây này, thì nó sẽ thể hiện. Cái đó là mình có thể custom, ví dụ như mình không custom đây. Cái này là zin của nó có. Mình không custom được cái chữ này. Mình không custom tại vì nó là đã làm khắp và nó nạm ấy lên. Hiện tại bây giờ cũng một số anh em đang làm nhưng không đẹp và không giống được như cái đồ zin này. Đó là về đá giác và đá tia. Rồi anh giới thiệu thêm một cái nữa là cũng là trên để đưa vào chiếc nhẫn. Ví dụ như nó gọi đây là ổ bông lúa. Bông lúa. Đấy, đó là ổ bông lúa. Trên đấy là gắn xoàn. Hiện tại bây giờ ổ mẫu thì nó chỉ gắn xoàn nhân tạo thôi. Đó. Còn rất nhiều anh em về đây thì gắn xoàn thật lên. Và đây là các kiểu, một số kiểu của ổ bông lúa phổ biến. Đây cũng là ổ bông lúa này. Đấy, trên đây nó gắn viên sao này. Viên đá sao này. Đấy, bên đây là những cái ổ bông lúa. Mà khi gắn lên chiếc nhẫn thì ví dụ em hình dung nó sẽ này. Cái này gắn xoàn thật này, 4-5 ly là chơi lên là giá trị dữ. Này nhìn ngầu hơn mấy hộp màu á. Ví dụ như riêng cái nhẫn này của anh, nội cái ổ thì không hết 10 triệu. Ổ mặt trên này, riêng cái ổ đá và cái viên xoàn này cũng hết 10 triệu. Chưa kể chiếc nhẫn, chiếc nhẫn khoảng 70, cái chiếc này khoảng 80. Cái này nó quýt mà. Nó quýt. Nó quýt 64. Vàng là vàng 14. Vàng còn có cái Genovo Gold này, mình còn có phân biệt hai loại nữa. Em để ý cái này là một số cái vàng xưa, vàng chanh nhá. Còn sau này có một số cái còn cái nó gọi là vàng đỏ bình thường, em nhìn hai màu khác nhau. Đó, một cái là vàng chanh. Đây vàng chanh này các bạn. Đấy, nhìn đừng bảo cái này yếu tuổi, cái này 10 vàng 14k luôn.